Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về loài voi nhé các em. Con voi, với vẻ ngoài đặc trưng và ấn tượng, là một trong những loài động vật lớn nhất trên hành tinh. Chúng có cơ thể to lớn, với chiều cao từ vai đến đỉnh đầu lên đến 3-4 mét và cân nặng từ 5.000 đến 7.000 kg. Voi có hình dạng mập mạp với chân dẹp và chân đầu dẹp, tạo nên sự ổn định khi di chuyển trên mặt đất. Đặc điểm nổi bật của voi là cái vòi dài, linh hoạt và mạnh mẽ. Vòi của voi là một cơ quan đa năng, được sử dụng để nhổ cỏ, hái lá, uống nước và thậm chí giao tiếp. Vòi có hàng ngàn cơ và mạch máu, cho phép voi điều chỉnh chính xác và mạnh mẽ trong các hoạt động hàng ngày. Ngà voi, tượng trưng cho sức mạnh và đẳng cấp, là một đặc điểm đặc trưng của loài voi. Chúng phát triển từ răng trên và có chiều dài lên đến 2 mét. Ngà được sử dụng để săn bắn, tự vệ và giao tiếp trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc săn bắn phi pháp và buôn bán ngà đã khiến loài voi đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Với vẻ ngoài ấn tượng và sự thông minh, loài voi đã thu hút sự quan tâm và tò mò của con người suốt hàng ngàn năm. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và hoạt động săn bắn phi pháp. Việc bảo vệ và bảo tồn loài voi là một trách nhiệm đối với chúng ta để bảo vệ sự đa dạng sinh học và giữ gìn kỳ quan này cho thế hệ tương lai.